Đây là con đường Nguyễn Hữu Hào nha mọi người. Phía trước mình là giao lộ Nguyễn Hữu Hào và Hoàng Diệu quận 4. Nếu chúng ta đi vào đường Nguyễn Hữu Hào khoảng 300m, nhìn bên tay phải sẽ thấy tiệm gỏi vịt Bún Măng 40 năm rồi. Đây là quán bún măng vịt và gỏi vịt nước tiếng quận 4 nha mọi người, trên đường Nguyễn Hữu Hào luôn. Đây mới sáng là khách rất đông, rất là đông, xe dừng ra rất ngoài đường luôn. Cô ngồi ăn đó cô. Không có đẹp rồi. Đây khách vào thưởng thức bún măng vịt và gỏi vịt rất là đông. 42 ngàn ở bên Tịnh Neo kìa. Đây là địa chỉ Q32 đường Nguyễn Hữu Hào quận 4. Đây một quán bún măng vịt sáng bán buổi sáng rất là đông khách. Còn buổi chiều thì bán tại đây bán món riêu. Các bạn thấy không? Rất là nhiều khách. Xe là rất là nhiều rồi. Đây là những phần thịt vịt nhìn rất là ngon và chắc thịt nha mọi người. Cô đang múc nước lèo nè cô. Đang múc nước lèo. Để trong nhà.
rau sống hay trụng con? Rau sống hay trụng con? Nè, rau sống hay trụng? Không rau hả? Giờ bún thịt cho em gái, bún thịt. Nồi bún măng vịt nước sôi rất là đẹp mắt. Ở trong đó là có huyết và măng. Đây ăn cái gì? Bún lấy cái đầu đi giờ. Đầu cổ thì... luôn phải không? Bún làm nhà. Đa số người ta gọi vịt thì bên trong gọi vịt nó có cái gì không? Hả? Bên trong gọi vịt á? Thì gọi nó có cải, chuối. Không, thịt vịt là có rồi mà cái gì trong phần của vịt á? À, đùi, cánh, đầu. Dạ. Lòng. Lòng. Nó bán cho anh Quyền đó nha. Đúng rồi. Một phần như vậy là 32 ngàn đúng không gì luôn ha? Bún thịt thì 32, làm gỏi thì một người là 42, chung vịt
còn kêu món thì mình tính riêng, kêu món thì người nào ăn nhiều thì tính nhiều. Nhìn là tay và hương là rất là nhanh nè, không nghĩ luôn, uống nước thấy không uống nước luôn, hương nào một chút. Đang sắp xếp để cho nó gọn hơn mọi người. Bao nhiêu? Thôi chị 60 quá chị. Đây là miếng nè, đó, miếng, đây là bún, có hai lựa chọn thì khách hàng muốn ăn loại nào thì lựa chọn loại đó. Ở đây là người gia truyền mình hả cô Hương? À, hồi xưa là mẹ có bán ở đâu? Mẹ bán, giờ mình bán. Chú cho anh hỏi tìm mình bán được mấy chục năm này, chú nói mấy chục năm chính xác, 40 năm rồi. Chú thì hằng ngày mình mở mấy giờ chú? 7 giờ. Khoảng 10 giờ là hết không chú? Dạ. Có thêm nước mắm gừng hả? Mắm gừng. Gần đây mà. Mình thấy bún đây ngon không anh? Ngon, đây ăn bán ăn được. À, giá như vậy anh giá thấy là được. Ok hả? Em cái bàn đi. Bún măng vịt có giá ở đây là 32.000, còn mà ngoài ra cũng còn bán quả vịt nữa là 42.000. Tiệm này đã bán được 40 năm rồi nha mọi người.